Cà Mau Phá Mi à? Màu chuồng chim chạy à? Con này đẹp mình cứ nuôi đi, lên lửa lên nó hết đầy đủ hết luôn. Nhà con mấy con đấy? À, kể chứ mình chăm một thể đi. Thay lông còn chưa xong rồi. Cho nó thay ngon nghỉ à, chăm một thể. Chín non. Không phải non rồi. Nhờ. Non lên. Non lên. Con này chim sổng người ta mà. Chim người ta sổng mà. Chim sổng. Mấy bà đi hái củi thấy. Hái củi thấy mình ra mình bắt. Gọi mình đi bấy. Đi bấy về được là tầm 6 tháng rồi. 6 tháng rồi. Ôi, chợ chim ra đông lắm rồi. Anh em có thể thấy là chợ chim ra chơi đông lắm rồi này. Rồi vào ghé vào khu vực này một chút thôi hả? Quốc. Chim quốc quá nhờ. Ba con quốc. Ba con hơn cân nữa nhờ. Cho nhà hàng đấy phải không? Nhà hàng bây giờ muốn nhập mấy con này kỳ đấy xem. 60.000. 60.000 hắn cho ra đĩa rồi. À, làm một bữa. Nhà hàng hay làm một bữa. Đấy, nhà hàng này làm ba con này rồi. Nhà hàng này đập bổ ác lắm. Về mấy đội. Ba con. Ba con này chất lượng lắm nhỉ. Anh à, đây có mấy con trào màu này anh em. Đấy con này làm xiếc rồi. Làm xiếc. Màu lân đẹp như này, làm xiếc rồi. Con vừa mẹ. Đây. Màu lân. To chim này mà bị ngửa rồi anh em. Con này màu dê. Con trong kia màu dê. À, chợ chim hôm nay thì ngay đoạn này có quyền bảo dê. Đấy. Khu vực trên hàng nước kia thì đấy, khu vực hàng nước cũng có rất nhiều chim rồi anh em nhé. Thì ở trên chim non trên kia rất là nhiều đấy. Chim non màu bạch, chờ lửa, chờ than đều có thôi. Bây giờ đưa anh em lên khu vực trên này xem trước, tí nữa quay xuống khu vực hàng nước sau anh em nhé. Trên này hôm nay thấy có cả chim săn mồi này. Ủa, hôm nay trên này nhiều chim thế anh em ạ. Phiên ngày hôm nay là phiên đầu tháng thôi nhưng mà nhiều chim lắm. Ui ở đây. Đây rồi. Trà màu vẹt Yến Phụng. À, thằng em hôm nay có cả con chim ấy vừa nhờ. Con này chẳng gọi là con gì, chim gì ấy em? Cò hương đen này anh ạ. Cò hương á? Bạc, to. Con này to vừa nhờ. Con này có nó cân hai. Con bạc con to, hương vậy. Cò hương. Con này bán bao nhiêu tiền con? Bán 200 một con anh ạ. 200 một con cả. Ôi, cứ tưởng rẻ mua về chơi. Cái này cả tổ em bán về cho. Con này chơi thôi, con hot gì đâu đúng không? Chơi không? Chơi, con này nó hot đâu. Thế kêu to điếc tai. Con này chưa thấy ai bán bao giờ. Hôm nay mới thấy. Có hương. Hôm nào lấy đôi bìm về chuột xưa hết rồi. Trong lồng ấy chuột sơn nhà mất rồi.
lực lấy của lực là chuột sơn mất rồi. Bác hôm nay không mang khuyên Canada ra chơi à? Đây, đây thì trà lửa, khuyên, ngũ sắc, sáo, đa đa, sáo, có mỏ vàng chân vàng, 300 một con. Sáo này có mấy loại chứ nhỉ? Mỏ vàng chân vàng này, mỏ chì chân vàng này, chì chân chì này, chân vàng. Sáo là sáo châu. Sáo châu. Sáo lưng châu. Sáo lưng châu. Sáo sáo kim đồng. Kim đồng. Bột trao này. Bột trao này người ta cũng ít chơi nhỉ? Chúng mình nhỉ? Ít chơi thiếu đồ bạc, gọi là thiếu đồ bạc ấy. Ít chơi. Con này cũng ít chơi này, mà lại thả vì con này thả ăn mé chim. Con này nuôi ở ấy, một hai con trong avi đẹp thôi. Nói chung là nó ăn hết chim. Ô con đà đà này. Xếp hết đầu rồi. Bọn này đầu tét đà đà này. Đấy, đây như con tre lửa này. 300 một con khuyên ngũ sắc. Ngũ sắc thì 200 một con này. Cu gái này 300 một con này. Trà lửa này cũng 300 này. Đuôi tầm 15 phân. Bên này thì cũng trà than này. Sáo này. Phiếu này. Này, đây có một tổ. Ui giời. Ô con cỏ của anh Tâm này xong một con chè than rồi. Xong rồi à? Đây này. Đi rồi. Đi rồi đây này, lăn ra đây rồi. Xong rồi một con rồi. Mất 3 lít rồi. Chuyện này hai con khiếu, một con lửa, một con bùa trao. Đây, bùa trao là thiếu đồ bạc. Con này thử lửa có lửa không? Thử có lửa không? Chưa có lửa đâu, chim đang thay lông. Chưa có lửa đúng không? Con đang thay lông. Thay lông mùa này bây giờ. Con này được cái màu đẹp. À, được hết nhỉ? Màu cũng chưa lên hết. Được hết. Lên hết được, quả màu cũng phải như này mà. À. Quả màu dày lắm. Màu dày lắm luôn, lên gốc gốc màu. Về kia quả màu dày lắm, thay lông này. Chưa là chưa có lửa. Nuôi một thời gian đi nhỉ. Đang thay lông. Thay lông chưa lửa lắm. Đang thay lông. Thay lông. Đang thay lông. Được cái màu con này đẹp. Dài văn xem chim đi. Đúng này, văn xem. Con này nuôi lâu chưa? Con này cũng em đi bay về được 6 tháng rồi. 6 tháng. Nhưng mà chim người ta sống. Chim sống rồi à? Đi bay về nhà là chim sống mà. À. Chim người ta sống mà. Chim người ta sống. Bay về mình thấy thích hơn là chim người ta sống. Mấy bà đi hai củi thấy hot thì gọi những cái bay. Chim người mới bắt. Đâu? Lông bị sổng ra xong là bắt lại được. Màu lân còn đẹp mà, 6 tháng rồi. Nói màu con à, nghe màu núi kia. Màu núi kia nó biết học cái giọng này đâu. Con kia sao không biết hát này? Con kia chịu hít giọng này. Con trống nó có mà. Nó có giọng nhưng mà giọng nó không phải giọng, nó không học được như con này. Con này mà nuôi non lên thì hay là nó có học được. Bây giờ bố con này mang 3-4 lồng chim ra vớ. Đấy.
Hôm nay cả gia đình ba bố con đi với nhở? Cả nhà ba bố con. Đấy. Ba bố con mang chim ra ngoài chơi này, ngoài chợ. Đấy, khu vực này anh em mang nhiều chim không? Ngắm rồi. Con nào này nó đẹp vô lần luôn nhỉ. Cái này uốn được à? Phải uốn rồi. Cái này tạo mối cho nó được à? Tạo mối. Chắc phải à. Ừ. Tạo mối. Màu lần đẹp vô nhỉ. Con này màu to tí đẹp ạ. Ừ, màu dày. Cái gốc nó mà gốc mà gốc to nữa thì đẹp ạ nhỉ. Nhìn này cũng khá đẹp rồi. Một mốc gốc màu mà dày cao hơn. Cái kia mới bán rồi ạ. Không phải bán đâu. Gốc màu to nữa đẹp hơn nhỉ. Ừ, nhìn như mặt quỷ ngay rồi nha. Cái này bán bao nhiêu? 2 triệu. Đẹp nhỉ, màu nó đẹp nhỉ. Bảo là con này mà có cái màu gốc màu mà to lên nữa thì gốc màu nó to. To lên nó dài nữa thì cái màu gốc màu to là gì lại giá đấy. Ừ. Tí nữa liền đẹp. Nhưng mà to nhưng mà tiền nó lại to. Tiền lại to. Như 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 mặt quỷ ngay, lân mặt quỷ ngay ấy nhờ. Thành lân mặt quỷ ngay ấy. Được, con này nhìn nó khá đẹp rồi. 2 triệu. À, của ông đại ca kia đấy phải không? Đây, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình lại ra ngoài chợ chim này chơi. Chợ chim này là chợ chim cảnh Diêm Vương, chợ Diêm Vương Lạng Sơn các bạn nhé. Đấy, thì rất nhiều bạn cứ xem video mà không nghe chia sẻ chợ, cứ hỏi địa chỉ thì hôm nay mình nói luôn địa chỉ từ đầu video cho anh em để anh em được biết. Chợ này là chợ chim cảnh chợ Diêm Vương Lạng Sơn. Chợ thì được mở vào những ngày là mùng 2, mùng 7, 12, 17 và 22, 27 âm lịch hàng tháng. Đấy. Chợ này thì trước đây thì là ở chợ Cầu Kỳ Cung gần đền Tà Phủ. Đấy, thì ở đó thì bây giờ họ đã giải tán rồi, thì họ anh em bắt đầu chuyển vào trong chợ Diêm Vương này, các bạn lập ra một chợ chim mới. Đấy, chợ chim mới này thì được khoảng một năm, thì mọi người cũng có người biết đến và có người không biết đến, nên là anh em hỏi mình thì mình cũng chia sẻ luôn là chợ này là chợ chim cảnh chuyển vào chợ Diêm Vương rồi. Đấy. Ngày hôm nay thì đưa anh em đi tham quan một vòng thì xem có những dòng chim gì nhiều thì cũng muốn chia sẻ lại một chút chim cho anh em xem. Đấy. Đa số ở đây có rất nhiều trà mào, có dòng chim non. Đấy. Đấy, trà mào đủ các loại chim. Bây giờ mùa này năm nay không thấy chim săn đâu nhỉ, săn mồi trước này nhiều, năm nay không thấy chim săn đấy. Ở đây thì có một ba con vạc. Ba con vạc. Chim bạch thanh, chim bìm bịp, non, trà mào, khuyên. Anh em ngắm ba con. Ô con này hỏng rồi em ạ. Hả? Thế nó ngủ múa hỏng. Đây là chim vạc anh em nhé. Con cò con vạc thì đây là con chim vạc. Ồ. Ngủ à? À. Anh em nào thích chơi vạc là đây có vạc này. Đây em trả màu gì đây em? Con trả màu gì đây? Đây là chim bách thanh, anh kia bảo thích. Còn gì? Phải bách thanh không? Anh kia bảo thích. Bách thanh là con dưới này này. Hả? Ừ, họ mi. Mi á? Mi đất á? Họ mi đất hay họ mi gì? Họ mi đất nhỉ? Họ mi đất. Bắt được hết cái gì đâu.
chim bách thanh ở dưới họ mi đất. Ô đại ca này bán xong chim rồi, bán xong chim rồi về rồi. Ô xong rồi à, bán hết rồi à đại ca? Bán rồi. Đồ nhớ thế. Bảo mình bán đắt là thằng buôn lấy chim nó lại thêm buôn thằng buôn. Bán hết rồi, tốt rồi. Đấy, trước mặt bên kia thì có những con chim yến phụng, cu pháp, cu trắng này, họa mi này, gà tre này, cu gáy này. Ở trên háng nước kia thì có rất dòng nhiều dòng chim non trên đấy, chè than, chè lửa, các loại chim. Thì tí nữa mình qua đấy chia sẻ tiếp cho anh em. Đây, chè lửa 200 một con, chào màu. Chào màu. Đây ai bán thằng em kia, áo mèo đen kìa. Đen kìa. Em ơi, em bán chào màu à? Bên này 600, trên số 6 là 400, dưới 82 là 800. Trong dưới kia chỉ được mỗi con đây kia. 600 đấy. Sáu lít. Mấy lít? Sáu lít. Sáu lít à? Màu lân đấy nhờ. Sáu trăm đã xuất. Bán cả 4 con á? Ừ bán. Anh có bao giờ đấy? Đấy, xuất chim rồi. Xuất rồi. Anh em cứ trao đổi liên tục. Anh này thích con này, anh cứ thích con kia là cứ trao đổi liên tục thôi anh em ạ. Trên kia thì anh em là duyệt. Con nào thấy hay mang lên trên này rồi duyệt xem thái độ trong này chốt này. Lấy phát hết luôn vâng. Phát hết luôn. Hết vào cám thì bán được giá cao một tí. Chưa vào cám luôn. Chưa cám đâu mà. Có con vào rồi con chưa thì đúng là chưa và gì nữa. Trăm dưới một con. Đấy cho nó nhanh còn. Bốn con. Là bao tiền nhỉ? Trăm dưới một con thì bốn con là 600. Bằng con trà màu. Bằng một con trà màu, đẹp. Đấy, anh em là chơi dòng chim nhỏ thì ở đây cũng có. Hút mật, mi đất. Đấy, các loại luôn, đây có mấy con mi đất này. Chè than này, tiểu mi này. Hút mật này, hồng hạnh này, chè bạc má này, khuyên này, cu gáy, cu gáy thái này đấy. À, bây giờ tiếp tục mời anh em đi lên khu vực đông đông trên kia. Khu vực đông đông trên kia thì có nhiều dòng chim. Tiếp tục lên nào. Chim này chim, con này là con yến phụng. Vẹt yến phụng. Ở trên kia thì họa mi này. À, đây nào. Trên này thì có chim mi và chim khiếu. Đây anh em này. Đây, trên này mấy con họa mi. Anh em mà chơi mi chơi khiếu thì ở trên này nó cũng có. Giá thì nó là vô vàn rồi.
chim bây giờ, những con chim mi này nó trên triệu rồi. Khiếu cũng thế. Khiếu. Tiếp tục vào bên trong kia nhé. Bên trong kia thì có nhiều dòng chim lắm. Đây, vào khu vực đông đông này thì có rất nhiều dòng chim ở trong khu vực này rồi. Đây, ở đây thì mình thấy có nhiều dòng chim lắm. Nói chung là có những chim non, chim sáo, chim khiếu, chim bồ trao, chim chè lửa. Đây, ở đây các bạn có thể thấy là đây có hai con chim khiếu này. Chè lửa, con chim bồ trao này. Khiếu đầu bạc nha anh em nhé. Tô Ken này. Đây là con chim cá cướng. Đây là con cá cướng. Con chim cá cướng, con chim sáo. Hiểu chưa? Bây giờ nó đến mùa chim mà sao nó không được con non này gì. Con cá cướng này biết nói. Nó như con chim sáo ấy. Đấy, khi nào lớn lên dậy nó nói mà. Những cái kênh ở Trung Quốc mới nói cái là loại này à? Đúng rồi. Ở đây lại cũng có yểm nhỉ? Yểm thỉnh thoảng có. Thỉnh thoảng có. Anh Lực ra đây mấy phiên chợ chẳng thấy có đâu. Bảo anh Lực anh ấy cho, anh ấy đặt cho. Thỉnh thoảng anh vẫn có chỉ mà. Yểm Đức ấy không? Bảo anh Lực là anh em đặt cho. Còn khoảng tầm liệu lượng khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Ui, không biết được, phải hỏi anh Lực mới được. Anh Lực anh đặt cho thì Tiểu Mi cho lửa. Quế Lâm. Lại máu cái con kia điểm một. Yển nó nói nhỉ? Yển nói sói ấy. Đúng rồi. Đây, ở đây một số những con chim tiểu mi này anh em này. Đây mới gọi là tiểu mi. Còn những con chim trên kia là gọi là mi đất thôi. Tiểu mi này hot này, hay này. Hot rất nhiều mà hay anh em ấy. Đấy, tầm 300 một con thôi, tiểu mi. Đây, con chè lửa. Đây. Đây có chè lửa và chè than. Sáo. Chè lửa ở đây thì có giá tầm 300-350. Sáo 300. Lửa non này. Than non. Bên này thế, bên này lửa bên này cũng 300-350 một con. Đuôi nó tầm khoảng 15 phân. Cu gáy 300. Đấy, con Bách Thanh. Con này con Loan Phượng này. Chim Loan Phượng 200. Bên này là con ngũ sắc đây. Ngũ sắc thì 200 một con thôi anh em nhé. Đa đa này. Gà gô. Đây là gà gô này. Gà gô này cũng 300 một con này, gà gô. Đấy. Bên này thì có anh này cũng có rất nhiều chim non. Đấy. Rất nhiều chim non này. Con này cũng Loan Phượng này. Trẻ than này. Trẻ than 300 một con này. Giống con gà anh. Nó chỉ to bằng này là nó còn to không? Đó chỉ bằng này đấy ạ. Đây là sáo, sáo đá này. Sáo non sáo đá này. Con sáo, sáo non. Đây là chim chào màu bạch. Anh đang nói gà rừng mà chào màu bạch. Anh mua giống rồi, mua 600 con. Chào màu bạch, chè lửa non này. Chè lửa, chè than, màu bạch. Màu núi và màu bạch. Em về em nuôi nửa tháng nữa là đẻ. Cái gì con? Loại này được cái đấy. Anh làm nhà hàng cho ăn cả bún, cả mì. Gà rừng. Tới hết. Con này là gà tre hay gà rừng? Tre Bắc Tít. Gà tre Bắc Tít. Con đôi này anh định để. Chào màu bạch, 3 triệu một con chào màu bạch. Màu lem, bạch lem. Giống quá đẹp luôn, con mái còn trống đều đẹp luôn. Hai con Loan Phượng này kêu đòi ăn như vạc. Trên kia thì cũng
mấy con trà mào, có một đàn ngay. Mấy con trà mào Hưng Khuyên trà mào anh em nhé. Đây thì rất nhiều khuyên, khuyên này, trà mào khuyên. Đấy, trên kia cũng con trà mào khuyên, trà lửa, trà than, nói chung là khá nhiều dòng chim anh em ạ. Vậy nên là đến đây chia sẻ đến đây cho anh em biết trà chim này như vậy thôi, không quay chi tiết được cho anh em xem kỹ càng, mong anh em thông cảm cho. Anh em dối thì qua trà chim mà chơi. Hết đợt này bắn lồng, lồng chim và các loại phụ kiện cám chim. Đấy, video này mình cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn anh em theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở phiên tiếp theo. Đây, xin chào tất cả các anh em. Ngày hôm nay là tiếp tục đến phiên chợ chim cảnh đầu tháng. Đấy, ngày hôm nay là ngày phiên ngày mùng 2. Đấy, mọi người đến chợ khá đông rồi các bạn nhé. Đây này. Đấy. Góc kia thì anh em vẫn đang rượt trà mào đây rồi. Ngày hôm nay là đưa anh em đi tham quan cái chợ chim này để cho anh em tham quan một chút xem chợ chim hôm nay những con chim gì hấp dẫn không. Phiên chợ thì cứ mở vào ngày mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 hàng tháng các bạn nhé. Ui, ở đây hôm nay có nhiều mi đấy. À, hôm nay có thấy đây ngay đầu chợ có 4 con họa mi, 2 con trà mào. Đấy, họa mi. Đây, 2 con trà mào khá to này. Trà mào. Hiện tại những con trà mào ở đây nó nhiều giá lắm. Bình thường 2-300, 3-400 mi tiền triệu. Đấy, bẫy lưới. Họa mi hot ở mầm đây. Mẹ mua sở đó nhá. Rồi, ông anh này ra một lô trà màu lưới. Ai à, cô hôm nay lại chơi mua con tổ này à? Hôm nào bảo mua về mẹ không cho nuôi, hôm nay nuôi tiếp 4 con. Chung. Con hung vật này, con hung vật hôm nọ cháu mua cũng lắm ấy. Cháu mua cho nuôi thả rông mà. Hai lô với lưới. Nó vẫn phát triển nhảy vào lồng nó hút mật mà. Con kia con chim bảo gì, gọi là chim gì nhỉ? Con trà mào kia. Mấy con nhỏ kia. Nhà có mấy con kia. Đây đủ các dòng chim. Cu. Sáo non, cà cướng, cà cướng non, con một mũi. Đâu ông tôi mượn gì ống của ông nhà bơm dễ hơn đâu. Toàn là chim non. Anh em phải chăm vú vú non. Có bầm mà bắt hết à? À vẫn còn chứ nhỉ. Vừa đây là voi ấy này,
Voi đây là voi cái gì lọc nước ấy. Đúng rồi. Không phải. Voi lọc nước bên này. Voi này là voi cao su. Đấy. Cái này nó đút tận cổ họng luôn. Đấy, kiếm được cái voi mềm đi. Tâm nó tháo ở ô tô ra đây. Ông cắt tôm rồi đấy. Cắt đút rửa đấy mới vào được. Cắt đâu sâu. Cắt được mà. Hả? Đâu được, cái này thừa rồi. Một bảo ông bắn nó vào tận đây thì ông cắt cái kia cắt gì tọc vào đấy. Nó là tâm nó tháo vào ô tô tí này rồi lắp vào ô tô. Đây. Nó thọc vắt xuống thì nó đỡ thì cứ bắn ra ngoài. Con ọc vào sâu ấy. Thế đúng rồi, nó đòi vào sâu. Nó đòi vào sâu ấy. Đó quá. Hả? Quay sớm quá. Mấy giờ? 1 giờ đi quay. Ê, ê, xong rồi. Đấy, càng ngày chợ chim thì càng thấy càng đông. Đấy, anh em vẫn cứ giao dịch rất là tấp nập mọi anh em nhé. À, con này xuất rồi. Đấy, xuất trà màu một con này. Bình thường những con trà màu bấy lưới thì tầm khoảng 200, 300. Đấy, những con trà màu anh em chơi nhiều, rất là nhiều giá. Cho nên là không hẳn là giá cả cố định đâu. Đấy, bên kia có mấy lô trà màu bấy lưới. Trà màu bấy lưới thì 200-300 thôi. Đấy, khá đông rồi. Anh em càng ngày càng ra rất là đông rồi. Đây, sang xem tổ trà màu bạch của anh Giang. Taxi xanh. Đấy, khu vực trước anh em đang nhìn thấy thì bán đủ các loại lồng luôn. Lồng trà màu, lồng họa mi, lồng cu gáy, lồng khuyên, phụ kiện, cống, cám, cầu, áo lồng, lồng tắm. Cái này gà rừng quá nhờ. Gà này chắc là phải em mấy rồi nhờ. Chân cao lắm rồi nhờ. Con to cao lắm ấy. À, không khả năng nó lai mấy gà nhà rồi sao ấy. À, cùng ngoài gà à, đấy đấy, nó nhiều lai mấy gà nhà rồi. Ừ, thóc ngu. Nuôi gà nhà là nó lai. Con này chân cao như kiểu lai gà trọi nữa ấy. Chân cùng nhau đó mà. Đấy, không có ra. Đây, xin lỗi. Ừ. Lai gà trọi rồi. Cu gáy. Gáy à? Cu, chim cu.